hai con giáp vượng vận quý nhân, tài lộc thăng tiến, công việc thì nở nang và có nhiều cái cơ hội tạo ra tiền của cực lớn trong cái tháng tư âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị bước sang một cái tháng tư âm lịch với nhiều cái mong muốn là thành công rực rỡ hơn đó. Và từ đầu năm đến giờ thì những con giáp này cũng đã trải qua không ít những khó khăn, những cái thử thách, nhưng bằng cái nỗ lực, bằng cái sự phấn đấu của mình cũng như là gì, có được thêm cái sự hỗ trợ của quý nhân nên là những con giáp này cũng gặp được khá nhiều điều may mắn. Cái cơ hội kiếm tiền, cơ hội làm giàu, cơ hội gia tăng thêm cái tài lộc của mình ấy, thì cũng sẽ ngày càng gia tăng. Và đặc biệt các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết trong cái tháng tư âm lịch, tháng Kỷ Tỵ năm 2024 nó Giáp Thìn thì chúng ta sẽ có hai con giáp được vượng vận quý nhân làm đâu thắng đó đấy. Có gặp khó khăn gì thì cũng sẽ gì vượt qua một cách dễ dàng và hanh thông. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ giúp đỡ, giúp cho họ có được những cái vận may nhất định trong công việc, trong sự nghiệp, thậm chí là gì trong cả vận trình tình cảm, tình duyên, gia đạo. Vì vậy, quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội và đừng bỏ qua những cái cơ hội trời cho ngàn năm có một này. Như chúng ta đã biết ý, thì mỗi người sinh ra đều có một cái số mệnh khác nhau và từng cái thời điểm khác nhau thì chúng ta cũng sẽ có những cái vận xui, vận rủi cũng như là cái vận may, cũng như là cái cơ hội kiếm tiền khác nhau. Và cái tháng tư âm lịch thì sẽ mở ra cái cơ hội kiếm tiền làm giàu đối với những con giáp này do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, con giáp được quý nhân tương trợ giúp đỡ đầu tiên không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Thì trong cái tháng tư âm lịch, tháng Kỷ Tỵ, những người tuổi Dậu được cục diện là Tỵ, Dậu, Sửu và Tam hợp. Đấy. Vậy nên trong cái tháng này thì cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ đem lại nhiều cái may mắn, nhiều cái cát lành, nhiều cái tác động tích cực cho cái vận trình sự nghiệp cũng như là công việc của những người tuổi Dậu. Nhiều cái cơ hội nó xuất hiện, nó mở ra nhiều cái triển vọng trong công việc. Các bạn sẽ nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt sẽ đạt được những cái thành công rực rỡ, tiền của về đầy tay. Bên cạnh đó, những người tuổi Dậu cũng biết được cái khả năng của mình là gì nên là sẽ phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên vì những cái gì mà bạn làm được. Thì ngoài ra ấy, các bạn có thể là thể hiện được cái tài năng lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua những cái khó khăn do cái gì thời cuộc nó mang lại để mà tiến đến gặt hái những cái thành công rực rỡ hơn. Trong thời gian này với những người làm lãnh đạo thì các bạn đã tạo ra được uy tín cá nhân với cấp dưới của mình khi mà luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi cái tình huống, có thể đưa ra những quyết định cực kỳ là chính xác và có thể đạt được những bước tiến mới tích cực hơn trong tương lai. Trong thời gian này thì những người tuổi Dậu cũng hãy chú ý cái cách nói năng, cách hành xử của mình. Quý vị hãy luôn cởi mở và chân thành với mọi người để xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp. Quan hệ rộng cũng sẽ giúp cho các bạn tiếp xúc được với nhiều cái cơ hội hơn. Gặp khó khăn thì cũng không sợ và không sợ là không có người giúp sức, đúng không ạ? Vì quý nhân luôn ở bên cạnh các bạn, những người tuổi Dậu. Bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, kèm theo quý nhân tam hợp, Tỵ Dậu Sửu nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên trong thời gian này quý vị nên dành thời gian để gì làm các công việc, làm việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ những người gặp hoạn nạn khó khăn mình. Các bạn đối xử tốt đẹp với những người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận được những món quà mà cuộc sống đem lại cho các bạn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi thì cái tình hình tài lộc tiền bạc của những người tuổi Dậu nhìn chung ấy cũng có những bước đột phá cực mạnh. Thuận lợi trong cái tháng này nhờ được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ. Các bạn chăm chỉ làm lụng thì ắt sẽ kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Trong thời gian này với những người làm công ăn lương thì những cái đóng góp của các bạn cũng được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho các bạn những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng không hề nhỏ. Nếu mà tự tin với những cái gì mà mình làm được thì các bạn có thể tự đề xuất thăng chức tăng lương cho mình, khả năng cao cũng sẽ được chấp nhận. Bên cạnh đó, nói chung trong tháng tư âm lịch thì với những người làm kinh tế, với những người buôn bán kinh doanh thì các bạn cũng sẽ nhận được những khoản lời lãi đầu tiên đấy, trong cái bước đầu tư của mình.
Điều này cho thấy các bạn cũng đang có những quyết định khá là đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tương lai các bạn sẽ còn nhận được những khoản tiền thưởng, tiền lương hậu hĩnh hơn. Trong thời gian này, những người làm nghề tay trái hoặc là những người sắp xếp thời gian để đi làm thêm ấy, cũng sẽ nhận được những khoản thù lao xứng đáng, dư giả. Các bạn đã dần có chỗ đứng trên thị trường, nên hợp đồng với đối tác thì cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng mà các bạn cũng cảm thấy xứng đáng đấy, với cái công sức mà mình bỏ ra. Nói chung ấy, điều mà những người tuổi Dậu cần phải lưu tâm, lưu ý trong cái tháng này là quý vị cần phải hạn chế cái tính nóng nảy của mình để tránh những cái mâu thuẫn với khách hàng, với đối tác. Điều này nó không đem lại cái lợi ích gì cho các bạn cả, thậm chí nó còn khiến cho các bạn bị ảnh hưởng bởi cái danh tiếng, gây tác động không tốt đến cái tiền bạc của quý vị. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái công việc nó hanh thông thuận lợi, tài lộc nó cũng vượng tiến, nói chung cái phương diện tình duyên của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng không được như ý. Phần lớn là do cái cách hành xử của các bạn. Vì vậy, những người tuổi Dậu cần phải dành nhiều thời gian để nhìn nhận lại bản thân mình, chứ không phải là người trách móc hay là gì, bôi xấu người khác. Với những người đã lập gia đình thì các bạn gì và người ấy cần hạn chế những tranh cãi xảy ra với nhau vì những điều nhỏ nhặt. Cái điều gì nhỏ thì có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Không nên nhắc đi nhắc lại khiến cho đôi bên cảm thấy là bực bội, phiền lòng, bận tâm. Khi mâu thuẫn xảy ra thì các bạn chớ nên nói những lời nóng nảy gây tổn thương cho người ấy. Hãy hạ cái tôi của mình xuống, đừng có bắt người ấy phải nghe theo cái ý kiến của mình nữa. Quý vị hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương để mà suy nghĩ, biết đâu các bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn hơn và khác đi. Trong thời gian này với những người độc thân thì cái phương diện tình cảm của quý vị thì cũng không có nhiều cái điểm sáng, chủ yếu do các bạn quá lạnh lùng, tự cao tự đại, tự tạo ra cái bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, khiến cho những người khác tiếp cận cũng như là không dám tiếp cận với các bạn. Khi mà ai đó bày tỏ cái thiện cảm với mình thì dù không thích đi chăng nữa thì các bạn cũng không nên từ chối một cách quá phũ phàng. Hãy có cách hành xử khéo léo hơn để khiến đối phương không quá buồn hoặc là gì, không bị mất mặt đó. Thì bên cạnh cái vận trình về tình duyên nó không được thuận lợi thì trong thời gian này những người tuổi Dậu cũng cần phải lưu ý quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe của mình. Do chịu ảnh hưởng của một vài cái hung tinh nó gây ra, quý vị hãy cẩn thận khi mà đi lại, leo trèo, khi tham gia giao thông hoặc là khi lao động chân tay, vì rất dễ xảy ra cái họa huyết quan đó. Khi mà cảm thấy cơ thể nó mệt mỏi, không tỉnh táo thì các bạn cần phải cho phép mình nghỉ ngơi, đừng cố gắng sức quá, kẻo mà gì làm cho sức khỏe nó bị suy giảm, dễ gây ra sai sót hoặc là gặp sự cố không đáng có. Quý vị hãy sắp xếp thời gian trong ngày để luyện tập thể dục thể thao, tăng cường cái sức khỏe, tránh những nguy cơ mắc phải những cái bệnh xương khớp hay là gì đau dạ dày vân vân đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc, bảo vệ cái tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho quý vị, giúp hóa giải những xung sát thị phi, giúp hóa giải những hạn tiểu như nam hại. Từ đó tài lộc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi và tiền bạc cũng sẽ ùn đổ về túi của những người tuổi Dậu. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn đầu tiên trong tháng 4 âm lịch mà dễ được vượng vận quý nhân. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong tháng 4 âm lịch được vượng vận quý nhân mà Tử Thông muốn chia sẻ không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thì những người tuổi Mùi trong cái tháng 4 âm lịch được cục diện là Tỵ Ngọ Mùi là tam hội. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi sẽ có nhiều cái cơ hội để đón những cái tin vui trên cái phương diện sự nghiệp ở trong cái thời điểm này. Được cả cục diện tam hội nó hỗ trợ và được lưu niên nó ủng hộ. Vậy nên nó đem đến cho những người tuổi Mùi nhiều cái thời cơ mà nhiều người khác có mong muốn cũng không thể có được. Với những người tham gia thi cử, với những người tham gia tuyển dụng trong thời gian này thì các bạn cứ tự tin phát huy cái vốn hiểu biết của mình nên là có thể gây được ấn tượng tốt đẹp với ban giám khảo hoặc là với nhà tuyển dụng. Quý vị hãy tự tin thỏa thuận một cái mức lương hoặc là gì, một cái vị trí mà mình mong muốn, khả năng các bạn được đáp ứng rất là cao. Trong thời gian này với những người làm công ăn lương ấy, thì các bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp nên là công việc cũng sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng và gì sớm hơn so với dự kiến. Thậm chí các bạn còn có thể là những người mà chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, cho đồng nghiệp nữa. Những cái thành tích các bạn đạt được trong cái công việc thì có thể giúp các bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân.
Quý nhân cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cơ hội bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng. Các bạn hãy khiêm tốn học hỏi, các bạn sẽ thu hút được nhiều cái kiến thức hữu ích, có giá trị để phát triển cái sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi học cũng có đánh giá thì trong thời gian này vẫn còn một cái vài cái hung tinh nó rình rập, thi thoảng nó vẫn sẽ đem đến những cái rắc rối cho bản thân. Vậy nên những người tuổi Mùi trong thời gian này cần phải tập trung vào cái nhiệm vụ của mình, không nên khoe mẽ ra vẻ ta đây, khiến cho kẻ tiểu nhân nổi lòng tham, tìm cách mà cướp mất công lao của các bạn hoặc là hạ bệ danh tiếng của các bạn, và các bạn phải cực kỳ chú ý nhé. Vì vậy, để hóa giải cái cục diện tiểu nhân hãm hại và mang lại cái may mắn tài lộc được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, thì ngoài công việc nó hanh thông thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi cũng sẽ xuất hiện nhiều cái điểm sáng cũng được rực rỡ. Dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa thì các bạn cũng vẫn có thể là gì, kiếm tiền về để túi, dùng dính mà chi tiêu. Với những người làm công ăn lương thì những cái cống hiến trong cái tập thể cũng sẽ giúp cho các bạn nhận được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, thậm chí là cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho các bạn nữa. Các bạn cũng có thể chủ động xin được tăng lương, thăng chức, hoặc là gì, nếu mà cảm thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với điều đó, chắc chắn cấp trên cũng sẽ muốn giữ những cái thành viên xuất sắc như quý vị. Trong thời gian này, với những người làm kinh tế, với những người buôn bán làm ăn ấy, thì các bạn niềm nở nhiệt tình nên là thu hút được không ít cái lượng khách hàng đến với mình. Bên cạnh đó, các bạn còn không ngừng thay đổi cái bản thân để mà bắt kịp cái xu hướng của thị trường. Nhiều người từng mua hàng của các bạn thì đều muốn quay lại ủng hộ những lần sau. Bên cạnh đó, con giáp này cũng là những con giáp vượng vận quý nhân. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện, có thể đem đến cho các bạn những cơ hội mở rộng với quy mô đầu tư kinh doanh. Tất nhiên, các bạn sẽ phải khá phải vất vả, nhưng các bạn làm đến đâu thì thấy kết quả đến đó, nên là lúc nào cũng tràn đầy cái động lực và tràn đầy cái quyết tâm để mà kiếm tiền. Nói chung ấy, không có gì trong cuộc đời này là suôn sẻ liên tục cả. Và trong cái tháng tư âm lịch thì với những người tuổi Mùi vẫn còn một vài cái hung tinh, nó vẫn sẽ gây ra một vài cái trắc trở, một vài cái rắc rối trên con đường tài lộc của những người tuổi Mùi. Khi mà có đồng tiền dư giả trong tay thì các bạn cũng không nên tin theo nghe lời dụ dỗ đầu tư hay là mua hàng của những người không quen biết. Các bạn có thể mua phải những cái thứ hàng kém chất lượng hoặc là gì, rất dễ dẫn đến tình trạng là mất mát về tài lộc tiền bạc. Quý vị thân mến, thì bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó phát triển như vậy, trong cái tháng tư âm lịch thì có nhiều cái cát tinh hội tụ. Vậy nên là cái phương diện tình cảm của những người tuổi Mùi cũng khá là hanh thông thuận lợi. Nó thuận lợi một cách bất ngờ. Các bạn sẽ được tận hưởng cái niềm vui, hạnh phúc của riêng mình. Với những người độc thân thì các bạn biết mình muốn gì và tìm được một người như thế nào. Vậy nên là cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cũng nhờ cái tính cách dịu dàng, chu đáo mà những người tuổi Mùi có thể ghi điểm trong mắt của những người xung quanh. Có những người còn chủ động tiến đến làm quen với các bạn nữa. Một số người còn có thể được người thân hoặc là bạn bè giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Cái việc gặp gỡ tiếp xúc với người đó hay không ấy hoàn toàn nằm ở quyết định của các bạn. Song khuyên các bạn hãy cởi mở thử trò chuyện với đối phương. Biết đâu hai người lại tìm thấy cái điểm chung và đó cũng sẽ là người bạn đầu ấp tay gối với các bạn đến suốt cuộc đời. Thì bên cạnh đó, với những người đã có đôi có cặp thì cả hai bạn đều đã trưởng thành hơn trong các mối quan hệ. Đôi bên đều biết lắng nghe, bao dung và tha thứ cho những cái lỗi lầm của nhau, cùng nhau kề vai sát cánh trong cuộc sống để mà vượt qua những cái khó khăn và hưởng thụ một cái cuộc sống trọn vẹn. Đôi khi hai người vẫn có thể xảy ra những cái tranh cãi, nhưng đó chỉ là cái gia vị cho tình yêu của hai người. Sau mỗi cái lần giận dỗi thì hai người cũng cảm thấy quý trọng nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn và trân trọng những cái hạnh phúc mà mình đang có. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, trong cái tháng tư âm lịch thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Mùi nhìn chung cũng không có điều gì đáng lo ngại. Các bạn duy trì được một cái tinh thần, một cái thể trạng cực kỳ tốt, một cái tinh thần tích cực, hăng hái nên là làm việc nào cũng được hiệu quả, đạt được cái kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, quý vị đừng quá tập trung vào cái sự nghiệp đến mức là chỉ có nghĩ đến cái chuyện là làm việc, không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Các bạn vẫn cần phải xây dựng cho mình một cái lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, cân bằng dinh dưỡng, chịu khó luyện tập thể dục thể thao. Như vậy thì các bạn mới giữ được cái đầu óc tỉnh táo và có được cái sức khỏe để mà làm giàu, để mà tiêu tiền, đúng không ạ?
Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai con giáp được vượng vận quý nhân. Đấy, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vận trình cả tháng, tư âm lịch được hanh thông thuận lợi, làm gì thì cũng sẽ dễ đạt được cái thành công nhất định. Hai con giáp may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ trong cái tháng 2 âm lịch đó là những tuổi sau. Một là những người tuổi Dậu, hai là những người tuổi Mùi. Đây là hai con giáp được vượng vận quý nhân, làm gì cũng có được cái may mắn và thành công nhất định, dễ trở nên giàu có sau một đêm. Đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.